Chúng tôi muốn tạo ra một cái không gian làm việc cho một người nghệ sĩ. Nó sẽ khác một nơi ở. Tất cả những gì chúng tôi tạo ra là để hỗ trợ cho ông ấy giữ được cái cảm xúc của một người nghệ sĩ khi làm việc. Nó sẽ chú trọng tới yếu tố môi trường bên trong, bên ngoài và yếu tố con người. Chúng tôi làm ra một ngôi nhà với cảm hứng từ cái loài mối, cái loài côn trùng mà tận dụng được độ ẩm của đất, sử dụng những vật liệu gần nó nhất. Nhà tôi mối thì cái cách tổ chức không gian là cho không khí nó tự cân bằng và rồi nhiệt độ nó sẽ thay đổi ở khu vực quan đệm để cái lòng trung tâm của ngôi nhà nó sẽ được mát nhất. Chúng tôi muốn thấy được cái vẻ đẹp về bản chất của cái vật liệu và khai thác hết cái vẻ đẹp đó dưới ánh sáng và tổ chức cái mô đun gạch nhỏ nó tạo thành những không gian để nó có thể cân bằng được với lại môi trường, như tạo thành những cái khoảng không nơi con người có thể sống, chia sẻ và có tất cả những cái hoạt động khác mà con người cần có. Cái thiết kế của chúng tôi là hướng đến cái sự chia sẻ để làm sao người ta sử dụng các thiết bị trong cái giai đoạn đương đại một cách hợp lý và phù hợp với môi trường nhất. Nếu mà kiến trúc mà nó chỉ gắn với chức năng thì nó chỉ có thể là một công trình. Tuy nhiên thì chúng tôi muốn đan xen giữa kiến trúc, nó sẽ lẫn vào đâu đó với một chút điêu khắc, một chút hội họa và có ẩn vào đó cả cái âm nhạc và những thứ nghệ thuật khác. Điều đó nó sẽ làm cho công trình trở nên có cảm xúc. Chúng tôi nghĩ rằng là trong sâu thẳm của một con người thì người ta không chỉ đơn thuần là chỉ ở không cho nó đủ không gian, đủ diện tích là đủ, ăn đủ no là đủ. Người ta còn mong muốn là mình thoát ra được cái điều đó, sống nó có nhiều cảm xúc hơn, cảm giác được cái hơi thở của ánh sáng, của gió, cảm giác những thay đổi màu sắc dưới ánh nắng mặt trời. Mình muốn truyền cho người ta một cái cảm hứng, một cái sự chọn lựa khác. Nghĩa là có những cái thứ nguyên bản, nó vẫn đẹp, không cần phải tìm những cái nó quá phức tạp. Trong suốt khi mình đưa ra một cái hướng thiết kế của mình mong muốn là người ta suy nghĩ về là chỉ cần một vật liệu đơn giản thôi thì nó cũng đủ đẹp. Thì bằng một cách tổ chức không gian thôi thì không gian nó hiệu quả, không nhất thiết là phải dùng vật liệu đắt tiền hay là nhiều loại vật liệu. Khi mình sống như vậy thì mình sẽ biết chia sẻ những không gian vừa đủ và cách sử dụng vật liệu hiệu quả và sử dụng năng lượng nó cũng có giới hạn, không nhất thiết là phải bỏ nhiều chi phí và phải tác động quá mạnh vào môi trường. Con người, công trình kiến trúc và môi trường phải có một cái sự dung hòa và chia sẻ.